liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo và tôi. Trong hành trình đi tìm và trả lại tên cho anh, có biết bao nhiêu cuộc giao lưu gặp gỡ giữa hai cõi âm dương. Hầu như tất cả những cuộc gặp gỡ đều do tôi chủ động kết nối với người âm để phục vụ cho mục đích lấy thông tin từ những người đã khuất chỉ dẫn về phần hài cốt của họ để thân nhân đi tìm. Do số người có nhu cầu nhờ tìm quá lớn mà chỉ có một mình tôi có thể thực hiện được công việc đó, nên theo thông lệ tôi nhận đăng ký của người nhà với một hồ sơ gồm ảnh, giấy báo tử, photo nếu có, tên tuổi, quê quán của liệt sĩ, tên, số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc của thân nhân đi tìm. Hồ sơ sẽ được đánh số thứ tự và được xếp theo trình tự thời gian. Tôi sẽ lần lượt xem và gọi người nhà đến khi có được kết quả giao lưu với người âm. Trong suốt thời gian làm công việc tâm linh, tôi thường làm việc như một cái máy có lập trình sẵn, không ưu tiên, không chen ngang. Cho dù đối tượng đến nhờ là bất kỳ ai đi chăng nữa, tôi đều máy móc yêu cầu xếp theo thứ tự hồ sơ. Mỗi ngày tôi đến trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội làm việc 8 tiếng như mọi người. Việc tâm linh của tôi thường bắt đầu vào 11 giờ đêm sau khi các con và mọi người trong gia đình đã đi ngủ và kết thúc vào 2-3 giờ sáng. Có hôm gặp những ca khó hay những vong có nhiều tâm sự, có khi tôi phải thức tới 5 giờ sáng. Trừ những khi đi hiện trường, còn lại những khi ở Hà Nội, tôi dành ra buổi chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật để tiếp dân, hướng dẫn cho các gia đình đi tìm mộ. Tôi như một cỗ máy, hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng càng làm được nhiều thì chồng hồ sơ cứ chất lên ngày một dày theo thành quả công việc và sự nổi tiếng bất đắc dĩ của mình. Có nhiều khi tôi thấy uể oải, mệt mỏi với áp lực triền miên trong guồng xoáy của công việc không biết bao giờ sẽ có điểm dừng. Tôi sợ những buổi bình minh với những khuôn mặt khát khao mong ngóng tìm người thân đứng xếp hàng trước cửa nhà tôi. Tôi rã rời với một sàn nhà đầy guốc dép căn phòng khách tầng 1, ngột ngạt chật trội, người đứng người ngồi ngóng đợi mỗi chiều tôi đi làm về. Nhưng tất cả mệt mỏi, khó chịu như biết lẩn trốn mỗi khi tôi ngồi vào bàn đối thoại với những linh hồn. Tôi cười, tôi khóc, tôi dỗi, tôi hờn, đủ cả các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với các linh hồn. Họ thể hiện với người thân thế nào, tôi cũng như vậy. Chỉ đến khi dứt cuộc tiếp xúc, tôi mới chính là tôi. Các linh hồn được thỏa mãn với người thân thì họ vui vẻ với tôi. Các linh hồn không được thỏa mãn thì quay ra trách móc, thậm chí oán giận tôi. Tôi nhận thấy cảm xúc tinh thần của thế giới vô hình của linh hồn cũng muôn màu như xã hội hiện sinh của chúng ta vậy. Nhưng họ khác chúng ta ở hình thái họ vô hình, chúng ta hữu hình. Họ thấy ta mà ta không thấy họ. Họ biết ta không biết họ. Chính vậy mà nhiều khi họ trắc ẩn và trở nên ích kỷ. Họ chỉ biết đòi hỏi ở tôi mà không cần biết tôi muốn gì. Tôi phải làm thế nào để đáp ứng được những đòi hỏi của họ. Và chính vì như vậy mà cuộc sống của tôi như dòng sông, lúc bình lặng hiền hòa nhất, vẫn ẩn tàng những con sóng ngầm âm ỉ ở đáy sông. Tôi thường ước ao, giá như có một linh hồn nào hiểu được mình, chia sẻ được với mình, cho mình được an ủi chút thì hay biết mấy. Tôi cứ ước mơ như nhà bác học Newton, từng ước mơ có một đòn bẩy và một điểm tựa để bẩy tung quả đất. Nhưng cái giá như của Newton không thể thành sự thật, còn cái giá như của tôi đã trở thành sự thật. Vào một buổi tối mùa thu năm 2010, sau một ngày mệt mỏi căng thẳng, chưa kịp ăn, chưa kịp nghỉ, thì tiếng chuông cửa nhà tôi đã ngân nga báo hiệu có khách tới nhà. Thú thực, dù được anh bạn hẹn trước, nhưng tôi không hề dễ chịu chút nào khi thấy 5 người khách xuất hiện ở nhà mình vào cái giờ cao điểm ấy. Sau cái nhíu mày chịu đựng và vài câu nói không giấu được cảm giác miễn cưỡng, tôi quay vào lấy nước mời khách. Theo lệ thường, sau đó sẽ là việc tiếp nhận hồ sơ, hỏi han mấy câu rồi hẹn ngày gặp lại. Nhưng khi cầm bình nước, quay ra tôi hơi sững người lại. Giữa khe trống vô tình trên chiếc sofa dài, nhà tôi là linh hồn một người lính chiến trường, dáng vẻ phong sương, khuôn mặt đôn hậu, miệng đang cười với tôi để lộ hàm răng hơi hô một chút nhưng rất tươi.
Ánh mắt ông hiền từ nhìn như muốn kéo giãn đôi mày tôi đang nhíu lại và quạt một luồng gió vào cái đầu đang muốn bốc hỏa của tôi. Bất giác tôi thấy lòng mình trùng xuống, thư thái đến lạ lùng. Tôi cúi đầu chào linh hồn đó và bác cũng chào tôi bằng một câu rất ấm áp, ân cần. Chào cháu, bác là bác Bảo, bố của các anh chị đây. Cháu mệt lắm phải không? Bác biết mà, bác chỉ xin cháu 10 phút thôi. Đừng trách bác chen ngang nhé. Bác là người giữ nghiêm kỷ luật lắm. Con rể bác đây là tướng cùng ngành với bác nên cũng biết giữ kỷ luật nghiêm khắc lắm đấy cháu ạ. Nhưng hôm nay cho bác phá lệ, vì bác mới được phong tướng dưới đó. Bác chờ đợi, mong mỏi cái ngày này lắm rồi. Cái ngày được về lại quê hương, về với gia đình sau mấy chục năm xa cách. Rồi bác nói với tôi dặn dò các anh chị con bác đưa bác về theo nghi lễ nhà binh. Bác về quê nhưng vẫn nằm trong nghĩa trang liệt sĩ ở quê, vì bác là người của quân đội nhân dân Việt Nam. Bác nằm dưới đài Tổ quốc ghi công để còn tiếp tục cùng đồng đội làm nhiệm vụ mà khi hy sinh bác và các đồng đội còn đang dang dở. Hơn 40 năm nằm ở đất Bình Thuận, thời gian ở đó còn nhiều hơn ở quê lúa Thái Bình, nơi chôn rau cắt rốn, nên bây giờ đưa bác về quê vẫn phải để lại ngôi mộ cũ để bác có nơi đi về thăm đồng đội, thăm mảnh đất bác đã thấm máu vùi xương 42 năm qua. Lấy cho bác ít đất Bình Thuận đem theo rải xuống mộ mới của bác ở quê nhà. Trước khi đưa bác ra khỏi nghĩa trang, hãy để bác dưới đài Tổ quốc ghi công làm lễ chào cờ, cho bác chào tạm biệt đồng đội, chia tay những người đồng chí đã cùng vào sinh ra tử bên nhau. Bác ân cần dặn dò các anh chị con bác từng việc một, như một người đang bình sinh trao đổi với con cái, chứ không hề mang hơi hướng gì một cuộc gọi hồn trao đổi giữa hai cõi âm dương. Trong cuộc trao đổi đó, tôi mới biết được bác là một cán bộ cao cấp của lực lượng an ninh và người đàn ông tóc bạc hiền lành đang ngồi chăm chú lắng nghe từng lời truyền đạt của tôi lại chính là một thiếu tướng an ninh và là người con rể đã được liệt sĩ chấm cho con gái từ khi còn nhỏ. Và bây giờ, anh chị đã có một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng đều thành đạt với các con ngoan ngoãn trưởng thành. Sau buổi đó, các anh chị đã tổ chức đưa bác về quê và thực hiện các thủ tục đúng như lời bác dặn. Bẵng đi một thời gian, công việc lôi cuốn đi, tôi không còn có thời gian hỏi lại chị Tú, con gái bác, về công việc của bác nữa. Có lần chị qua đưa tôi một cái CD, nói đây là lễ truy điệu bố chị. Tôi nhận đặt luôn lên bàn thờ và chưa kịp có thời gian xem lại. Nhưng rồi một hôm, trên TV có lướt qua hình ảnh về một lễ truy điệu liệt sĩ. Tôi loáng nhìn thấy một nụ cười vô cùng thân thuộc mà không kịp nhớ ra là ai. Chương trình lướt quá nhanh, tôi cầm chiếc điều khiển bấm chuyển kênh mà không sao bấm được. Một đôi tay nào đó giữ tay tôi lại và cái TV tắt luôn. Trước mặt tôi là một bác bộ đội mặc quân phục sĩ quan, một cụ già, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi chạy tới chạy lui có vẻ rất hiếu động. Ôi lại các vong, tôi kêu khẽ theo phản xạ tự nhiên và quay lại ôm con trai 6 tuổi vào lòng, sợ vong làm cháu giật mình. Định thần lại, tôi nghe tiếng gọi, bác Bảo, bố chị Tú đây cháu, hôm nay bác đưa cụ Phiên lên cảm ơn cháu. Cụ Phiên là ông thân sinh ra bác đấy. Chỉ vào cậu bé 7-8 tuổi chạy tung tăng, bác nói tiếp, kia là con trai bác, lẽ ra hôm nay chị xỉu lên cảm ơn bác. Sau khi kể cho chị Tú nghe, chị Tú nói chị xỉu là vợ bác Bảo, vì hơn tuổi bác Bảo nên bác hay gọi là chị và xưng anh. Nhưng chị xỉu già yếu rồi nên không đi được, bác trực tiếp lên cảm ơn cháu. Bác cứ nói và tôi cứ ôm con thiếp đi. Tôi thấy bác đưa tôi đến một khu vườn quê có rất nhiều ổi và chuối. Rồi bác chặt chuối hái ổi cho tôi. Bác đọc thơ, bác tặng con gái, bác xoa đầu tôi gọi tôi là con gái. Bác chỉ ra đầu ngõ nói nơi này khi xưa chị Tú tiễn bác đi. Bác cứ nhìn chị mà không nỡ bước. Bác hợp với chị Tú ở tâm hồn thơ văn nên bác thương yêu chị lắm cháu ạ. Như được gặp bố mình, tôi bất giác gục lên cánh tay của bác. Bác ơi, bố cháu cũng hay nói với cháu như bác nói về chị Tú. Bố cháu làm thơ cho cháu, nhưng bố cháu mất mấy năm rồi. Cháu thèm tình yêu thương của bố. Cháu đang buồn khổ lắm bác biết không?
Bác ân cần xoa đầu tôi rồi nói: "Bác hiểu cháu, mà đừng buồn con gái, thỉnh thoảng bác sẽ về thăm con. Hai mẹ con ngủ đi, bác đưa ông và anh về nhé." Từ đó thỉnh thoảng bác lại về thăm tôi. Có lần bác rủ tôi đi Quảng Ninh thăm cô Phượng, bác Phương. Thì đúng hai ngày sau tôi có việc phải đi Hạ Long. Rồi lần tôi sắp chuẩn bị về bốc mộ cho bố, trước đó tôi có mời bác, sau 22 tháng 12 cháu mời bác về quê cháu chơi thăm bố cháu và dự lễ sang cát cho bố cháu. Đúng ngày 22 tháng 12 bác về nhà tôi cùng cô Thắm. Bác nói là em bác. Bác dặn tôi ngày bốc mộ bố bác sẽ về và bác sẽ mời các liệt sĩ về dự lễ. Cháu mới nhớ mang theo cờ lệnh nhé. Tôi y lời bác dặn, mang theo lá cờ lệnh. Ngày bốc mộ bố, một sự việc trùng hợp hay do bác bảo sắp đặt, mà buổi chiều khi gia đình chuẩn bị lên Phật nấm thì có một người quen cũ từ Thái Bình sang thắp hương cứ thiết tha: "Nay ngày sang cát cho ông về nhà mới, đêm nay lúc bốc mộ con xin mời một đội quân nhạc đến chơi những bản nhạc thời chống Mỹ cho ông và các đồng đội nghe." Và đêm đó, đội quân nhạc 24 người cùng đội cựu chiến binh mặc đồng phục trắng ra thực hiện nghi lễ rước bố tôi từ nơi mộ cũ sang nơi mới một cách trang nghiêm trọng thể. Chưa bao giờ đám bốc mộ nào có nghi lễ trang nghiêm và hoành tráng như vậy. Nghĩa trang đêm đó vang vang những bản hùng ca náo nức như có trùng trùng đoàn quân đang hành quân. Đám người kiêu binh khiêng chiếc tiểu của bố phủ cờ đi trong tiếng nhạc của bài hát "Đời mình là một khúc quân hành". Trong ánh nến lấp lánh, tôi lại thấy bác Bảo của tôi. Bác trìu mến nhìn tôi ánh mắt rạng ngời nói: "Ngạc nhiên không con gái?" Tôi chạy đến ôm chàng vào khoảng không có bóng của bác. Ôi người bạn linh hồn lớn của con. Từ đó mỗi khi có sự kiện lớn, tôi thường mời bác và hai bác cháu tôi lại thủ thỉ tâm sự. Bác cũng vậy, các ngày lễ của quân đội bác lại cùng đồng đội về thăm tôi, chia sẻ với tôi những vui buồn thế thái. Vậy là tôi không cô đơn. Vậy là trong âm có dương, trong dương vẫn có âm. Hàng ngàn linh hồn tôi đã tiếp xúc luôn cho tôi cảm giác lạnh lẽo, âm u, và chỉ có không gian một chiều. Nhưng với bác Bảo thì khác. Bác là một trong số rất ít những linh hồn hiếm hoi cho tôi được cảm giác ấm áp và sự giao cảm hai chiều. Bác đã chủ động gặp tôi chứ không thụ động chờ tôi lật hồ sơ gọi tên theo thứ tự. Bác đã luôn hiện diện quanh tôi với những tâm sự rất đời thường. Bác cho tôi cảm giác và cái nhìn rất khác về cõi âm mà tôi đã tiếp xúc 21 năm trước cho đến khi gặp bác. Sự giao cảm âm dương giữa tôi và bác rất gần gũi, thân thiện, khiến tôi thay đổi rất nhiều cách thức làm việc và ứng xử của mình với cả hai cõi âm dương. Trường hợp của bác Bảo, tôi không phải đi tìm gay cấn hóc búa, nhưng đã cho tôi những cảm xúc rất riêng biệt và ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tôi ghi lại để mọi người cùng đọc, cùng cảm nhận và chiêm nghiệm để hiểu hơn về thế giới tâm linh và những điều huyền bí.